Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nè mày. Lần này thì Khải sẽ mua một cái đao đao thủy mắt pin để cho công lông xe nó mang nha nè. Chung là đao này thì ông anh ông bán rẻ cho 9 kim. Ok, tầm này đồ nó cũng khá rẻ nè. Trước anh lúa bảo mua giùm nhưng mà thôi, anh kêu có những cây anh này anh bán mà kèo 8 kim anh không bán. Rồi, mua 9 kim được rồi. Đây, tốc 30, sát thương, chón, kháng hỏ, sinh lực, bên sát 100 nè. Đó, gheo nè. Đao này hồi trước mua phải ít nhất phải 15 đến 20 kim lận nè. Hôm nay gọp server vàng, ok. Đó, mình được giao dịch cho con lôn mình mang luôn nè. Con lôn mang đi bất cà là quá hợp lý. Ok. Đây, con lôn mang nha, con lôn xe Khải mang nha nè. Mua đao tức không hả Khải? Đao anh Thanh Hồn, đao này em mua đao bằng sắt cho con lôn đao em mang thôi. Đây, con đao em thì đang mang cái đao sát thương nè. Đao này đao cũ hồi xưa nè. Đó, bộ đồ nè. Xét hiệp cốt mát. Đó, mát ọp. Mát ọp. Cục phẩm. Ở đây với nón thủ lý nè. Làm chậm. Đại lưng thủ lý làm chậm. Bao tay phòng thủ lý làm chậm. Thì được 100 làm chậm rồi. Kèm nghe mây thì lên 120 làm chậm. Rồi, chón nè. Đó. Và mang cái đao nữa là được 80 chón rồi nè. Mang cái đao nữa được 80 chón nha. Giày này mang móc khăn lôi. Giờ Khải giao dịch vào đao nó để cho anh em xem. Đó, bây giờ thì Khải sẽ được 80 chón. Đó, ok chưa? Quá coi ok luôn em ơi. Đao kia thì đỡ lại. Đó, đao kia đi chăn cầm đánh mà. Rồi, quá đẹp. Nói chung thì hôm trước Khải có mua set hiệp cốt, nhưng mà Khải không xót anh em xem. Tại vì Khải mua cũng trước khi gộp server với lại cái ngọc bội á, Khải mua được cái ngọc bội. Còn mấy cái đồ này thì hồi xưa nè, áo hồi xưa cũng thiếu lâm đao, cũng thiếu lâm bổng nè. Nhẫn này thì mở ra này, quá trời nè. Rồi, cái này thì Khải mua 50 vạn nè. Ngọc bội này thì mua 4 kim. Đó, cực phẩm nè. Đó, con lông xe, quá hợp lý chưa. Xe mang cái này thì đạn móc bằng sắt 94 nha nè, quá đẹp nha. Đạn móc mắt nhất của đồ tím rồi nè. Mắt nhất của đồ tím rồi, ok lên tiếp tục rồi. Đó, quẩy thôi, lên quẩy thôi. Đó, anh em đang xem video mua cái đao này thì cho Khải một like chơi nha em ơi. Nói chung có đầu tư thêm những món nào đẹp đẹp và hot hơn xíu Khải cho anh em xem nha. Vừa rồi thì sắm được set hiệp cốt một ít đồ như vậy cho con lông xe thôi nè. Đó, nó quýnh lấy hiệu ứng bình sát thôi. Con lông đao xe nè mà. Đúng rồi, đao lấy con lông đao mang hợp lý luôn anh ơi. Đây, thấy không? Đẹp không? Quá pin luôn. Lông xe á, chung đồ Khải xe xe nhưng mà đồ nó cũng khá là chất lượng nè. Đó, ok. Anh em nhớ cho Khải một like chia sẻ cho nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi livestream cũng như là video ra từ kênh YouTube của Khải nha anh em.